Sáng nay, Đại hội Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức với chủ đề Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở đã phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã làm tốt công tác tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, góp phần tích cực vào việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, dạy nghề, tham gia giải quyết tranh chấp lao động, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, cận nghèo. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan ổn định và phát triển. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức cấp thành phố.